ngày đầu tiên đến với cộng đồng học sinh khiếm thị, chúng tôi cảm thấy các em rất khác với mình. Các em viết chữ Braille để học, hình dung thế giới bằng âm thanh và tìm hiểu mọi vật bằng cách chạm tay vào chúng. Tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh, một số sinh viên đang cùng các giảng viên thực hiện những dự án với một phương pháp học tập rất mới. Nguyễn Trần Anh Tuấn và Nguyễn Hoàng Hải là hai trong số các sinh viên ấy. Chuyên ngành của tôi là sư phạm toán, thuộc khoa toán tin học trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Tôi tiếp cận phương pháp học tập vụ cộng đồng vào năm 2014. Lúc đó tôi học năm thứ 3 đại học. Tôi đăng ký học môn Servina sư phạm của cô Phan Nguyễn Ái Nhi. Cô nói với chúng tôi rằng trường Nguyễn Đình Chiểu đang cần các mô hình toán học để hỗ trợ cho các em học sinh khiếm thị học tốt hơn và giáo viên giảng dạy dễ dàng hơn. Lúc đó tôi nghĩ đây là nhiệm vụ của môn học nên mình bắt tay vào làm thôi. Phương pháp học tập của cuộc cộng đồng được áp dụng lần đầu tiên trong môn Termina sư phạm thuộc bộ môn giáo dục toán học khoa toán tin học trường Đại học Khoa học Tự nhiên thì tôi là một trong những sinh viên đầu tiên tiếp cận. Lớp tôi khi ấy thì có 3 nhóm và nhóm tôi được nhận cái đề tài là phải làm được những cái mô hình đường tròn lượng giác để hỗ trợ cho cái việc học toán của học sinh khiếm thị. Cảm xúc đầu tiên mà em đến làm việc với trường Nguyễn Đình Chiểu là em sợ lắm. Tại vì các bạn ở đây có khuyết tật cho nên là mình thấy nó cũng hơi lạ và rất là sợ các bạn. Bước đầu tiên của phương pháp học tập phục vụ cộng đồng là chúng tôi phải đến và tìm hiểu về cộng đồng đó, học sinh học như thế nào và giáo viên giảng dạy ra sao. Nhóm tôi khi ấy làm đề tài cải thiện các mô hình do các anh chị khóa trước đã làm, trong đó có mô hình của anh Hải, và làm mới thêm 9 mô hình hình học không gian. Ngoài ra nhóm chúng tôi với vai trò là giáo sinh nên chúng tôi còn tham gia hỗ trợ giảng dạy cho các em học sinh khiếm thị trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu. Cho tam giác vuông ABC vuông tại A. Chúng ta có AB bằng 3, AC bằng 4. Giờ vào lớp thì thầy thường sẽ trả bài cũ và tụi con sẽ học bài mới. Sau đó thì tụi con đọc ngồi ở dưới đọc sách và sau đó thì thầy sẽ giảng bài. Và tiếp đó là tụi con sẽ làm bài tập. Thì bài tập thì thường là bài tập trong sách hoặc cũng có đôi lúc thầy cho bài tập bên ngoài. Và gần đây thì con học về các cái phương trình giải các cái phương trình. Toán thì hình học thì mình học về ba cái mấy cái hình chữ nhật, hình vuông. Bài đó là yêu cầu mình tính mấy cái đường cao, đường trung tuyến của tam giác. Mấy bài khó mình không phải làm.
bài đó mình tại thầy có giảng mà mình chưa có hiểu. Vì học toán là nó cũng khó khăn, khi là không có hình nó khó khăn, có hình là nó dễ dàng. Toán hình học thì em thấy là nó khó, là tại vì nó thường là mấy thầy cô cũng cho tụi em học chủ yếu là dùng mấy cái hình ở trong sách, mà có một số cái phần hình thì trong một số bài thì trong sách nó không có hình đó, cho nên là tụi em cũng khó có thể hình dung ra được cái bài học. Thì là có rất là nhiều cái cộng đồng mà chúng tôi cần phải lựa chọn để hỗ trợ cho nó phù hợp. Thì qua rất là nhiều cái thời gian để suy nghĩ thì tôi đã quyết định chọn những cái cộng đồng có những cái học sinh khuyết tật. Bởi vì chúng tôi hiểu rằng cái việc học đối với người học sinh bình thường đã rất là khó, thì đối với học sinh khuyết tật lại còn khó khăn hơn rất là nhiều. Và trong rất là nhiều cái dạng khuyết tật á, thì học sinh khiếm thị là học sinh mà gặp khó khăn nhiều nhất khi mà tiếp cận và học tập các cái ngành hoặc là các cái môn khoa học tự nhiên. Chính vì như vậy cho nên là tôi đã bắt đầu đi lên tới trường Nguyễn Đình Chiểu để gặp cô hiệu trưởng, và nhờ với sự hỗ trợ của thầy Thắng thì nhóm đã hình thành ra rất là nhiều cái dự án xây dựng nên những cái mô hình toán học xuyên suốt từ cấp 1 tới cấp 3 để hỗ trợ cho các em học sinh khiếm thị. Thì cái quá trình đó ban đầu tôi chỉ tích hợp vào trong lớp học theo từng học kỳ. Việc học tập với học sinh khiếm thị là điều rất là khó, bởi vì khi các em bị mất đi thị giác thì các em mất đi khoảng 80% cái khả năng mà tiếp nhận thông tin. Bởi vì những cái thông tin qua thị giác là những thông tin rất là ngẫu nhiên, thông tin tình cờ không cố ý thì người ta vẫn có thể học được qua cái kênh thị giác. Còn các em không nhìn thấy là các em rất là khó. Cái khó nữa là sách giáo khoa không có đủ các cái hình ảnh rồi. Đặc biệt là với môn toán thì cần phải tư duy chiều tượng rất là nhiều, hình ảnh lại không có. Trung tâm nghiên cứu cải tiến phương pháp dạy và học đại học là đơn vị đầu tiên đưa phương pháp học tập phục vụ cộng đồng về Việt Nam trong một chương trình liên kết với Đại học Portland, Hoa Kỳ. Định nghĩa của phương pháp này là học tập phục vụ cộng đồng. Nó khác với những cái chương trình phục vụ cộng đồng hay là những cái chương trình thực tập. Nếu như các cái chương trình phục vụ cộng đồng nó nghiêng về phục vụ, hay những cái chương trình thực tập nó nghiêng về học tập, thì ở đây học tập phục vụ cộng đồng nó là sự gắn kết giữa quá trình phục vụ và học tập. Với cái phương pháp học tập phục vụ cộng đồng thì nó cần tồn tại trong một cái môn học, trong một cái chương trình học cụ thể. Lần đầu tiên tới trường thì các em bối rối lắm, các em chia sẻ với mình là thực ra em chưa bao giờ biết người khiếm thị có thể học được, có thể làm được việc gì. Em không biết được là chữ của người khiếm thị đọc sẽ như thế nào, không biết được người khiếm thị sẽ học làm sao. Các em lo lắng và rất là bối rối, và cô Nhi cũng có chia sẻ là rất là nhiều sinh viên khi mà nghe nói là phục vụ cộng đồng và làm việc tại trường Nguyễn Đình Chiểu thì rất là nhiều em đã rút. Nhưng mà bên cạnh đó thì còn một số em rất là nhiệt tình, xin là thôi thầy cho em vô em dự giờ trong lớp, em muốn tìm hiểu xem là học sinh của mình học như thế nào. Và lúc đó tôi rất là sẵn sàng, tôi nói ok, các bạn có thể vào trong lớp để dự giờ, các bạn gặp các em để nói chuyện, để trao đổi, để xem các em có khó khăn gì, có thuận lợi gì, để từ đó mình có thể xây dựng ra được một cái hướng để phục vụ, để hỗ trợ cho các em học tốt hơn. Chúng tôi không hình dung được là lúc các em học sinh khiếm thị sẽ học như thế nào, và chúng tôi không chắc rằng những gì mình đã học thì có thể hỗ trợ giảng dạy tốt cho các em học sinh hay không. Chúng tôi đi thấy bất ngờ, chúng tôi ngay lập tức phát hiện ra điều bất thường và tự hỏi nhau, ủa tại sao lại không có bảng? Và chúng tôi nhìn nhau và cười vì chúng tôi đã hiểu được lý do. Hồi lúc đó mình thấy mình hồn nhiên ghê. Tôi cũng có cái cảm nhận y chang Tính á, khi lần đầu tiên đến với cái lớp học đặc biệt đó, thì đa phần chúng ta đều đã quen với cái lớp học là phải có bảng. Làm sao mà học sinh có thể học những bài toán và làm những bài toán về hình học khi không cần cái hình vẽ?
Lúc đó thầy Thắng khuyên chúng tôi, có thể là do các em nhìn người này nói, người kia nói, ra là các em không có thể nghe tốt, không có cảm nhận được. Vì vậy thầy khuyên chúng tôi, các em hãy thử nhắm mắt lại, hãy tưởng tượng, hãy cảm nhận bằng lời nói. Thì lúc đó các em sẽ dễ hình dung hơn những gì mà các em học sinh khiếm thị đang hình dung những bài toán ở trong đầu. Có một cái kỷ niệm như thế này, thì khi tôi đến một vài trường và máy ấm khiếm thị á, thì với cùng một câu hỏi á, tam giác là một hình như thế nào, thì nhiều em á trả lời với tôi rằng á, con nghe thấy cái tên là quen quen nhưng mà con không biết mô tả nó như thế nào. Thì thật sự á, lúc đó tôi nhận ra rằng á, mình cần phải làm rất và rất nhiều những cái mô hình nữa để hỗ trợ cho cái việc học toán, để các em có thể rờ vào và cảm nhận tri thức một cách tốt hơn. Từ đó nhóm chúng tôi bàn với nhau, nghiên cứu thêm sách vở, thấy mình làm được gì thì mình cứ làm. Tri thức toán học nào mà các em còn thiếu, hay là các em thiếu mô hình nào để học, thì chúng tôi sẽ bắt tay vào làm ngay mô hình đó. Đường tròn lượng giác là cái mô hình đầu tiên mà tôi làm á. Thì cái mô hình đó được tạo ra từ hai cái thanh tre như thế này, và xung quanh nó được kẽm đính xung quanh, và những cái giá trị lượng giác á, thì được cắt lõm xuống. Và sau khi làm xong cái mô hình á, thì tôi rất là háo hức mang cái mô hình đến đưa cho thầy Thắng và mong chờ nhận được những cái lời khen từ thầy. Thầy Thắng quan sát mô hình một hồi á, và thầy bảo cái mô hình này á, không có xài được em ơi. Thì cảm giác của tôi lúc đó rất là hụt hẫng. Thầy bảo á, là những cái giá trị lượng giác á, làm lõm xuống như thế này á, thì học sinh khiếm thị sẽ khó cảm nhận được, em phải làm lồi lên. Thì lúc đó tôi suy nghĩ á, giá mà mình chịu bỏ thời gian ra để tìm hiểu về những cảm nhận của học sinh khiếm thị á, thì có lẽ tôi sẽ không mắc những cái lỗi cơ bản như vậy. Và đó là một cái bài học quan trọng dành cho tôi. Đây là những mô hình mà các sinh viên đã rất là nhiều lần cải tiến thì nó mới có được những cái bộ mô hình đẹp như thế này. Nhưng mà có một kỷ niệm, đó là một cái lần lúc mà các em mới bắt đầu làm những cái mô hình như thế này này, thì có một em sinh viên gọi điện cho tôi rất là hào hứng, nói là thầy có rảnh không? Em sẽ mang những cái mô hình mà em mới làm được qua để cho thầy xem, thầy góp ý cho em xem là như vậy đã tốt chưa. Thì tôi nói là sẵn sàng thôi, và tôi hẹn em đó. Và khi gặp em đó thì em nói là mô hình đã hư hết rồi. Và em nói kệ là khi mà đi ngoài đường á, thì em nó chạy xe đạp và để những cái mô hình ở trên cái giỏ xe phía trước, và gió thổi qua thì cái mô hình đó nó bay rớt xuống đường, và những cái xe khác đi qua và cán qua, và làm cho tất cả các mô hình đều bị hư hết. Thì có em nó nói cái giọng rất là buồn là thầy, em xin lỗi nhưng mà em sẽ ráng về nhà em làm lại toàn bộ những cái mô hình đó. Và em nó rất là cố gắng và làm những cái mô hình khác cũng rất là đẹp. Và tôi, những cái này là những cái thành quả của các em chăm chút từng chút một, sơn mài rồi chà từng chút một để tạo ra được những cái mô hình bằng tay như thế này, rất là đẹp. Và rất là cảm ơn các em nhiệt tình và hỗ trợ trường chúng tôi để các em học sinh có thể học tốt hơn. Một cái mô hình này nó rất là giống cái mô hình của một cái kim tự tháp ở Ai Cập. Mình đã từng nghe về cái kim tự tháp Ai Cập nó có cấu tạo như thế này, nhưng mà mình chưa bao giờ thực sự được đến xem kim tự tháp. Nhưng mà qua cái mô hình này mình có thể hình dung ra một cái kim tự tháp ở Ai Cập nó như thế nào. Trước khi kết thúc môn học, chúng tôi có một buổi báo cáo với trường để báo cáo về những cái việc mà chúng tôi đã làm trong học kỳ vừa qua. Một vài bạn thì nhận được mô hình, chúng tôi sẽ đi giải thích cho từng bạn những cái mô hình đó được sử dụng như thế nào, sự hào hứng các em cảm nhận được cái mô hình
nó phù hợp, nó giúp các em, nó hỗ trợ cho các em rất nhiều. Khi chúng tôi lấy lại mô hình để cất vào trong thư viện thì các em muốn giữ lại, các em nói với chúng tôi: thầy cho con đi thầy, con muốn mang về nhà, con hứa với thầy là con sẽ học tốt hơn. Lúc đó chúng tôi thấy là chúng tôi cần phải làm nhiều hơn để tạo ra cho mỗi em một bộ mô hình, chứ không chỉ riêng gì một bộ cho trường thôi. Lúc đó chúng tôi không có cảm giác như đây là một môn học nữa, mà chúng tôi tự cảm thấy nó như là một sứ mạng mà chúng tôi cần phải làm để giúp cho các em có thể học tốt hơn. Con cái thầy cô cũng đã giải thích cho con, tụi con nghe là cái mô hình mà con đang cầm trên tay là mô hình minh họa về hình hộp chữ nhật. Sau khi mà thầy đã lấy nó về từ thư viện thì thầy đã yêu cầu tụi con là xem là trên cái hộp này, trên cái mô hình này có bao nhiêu mặt. Tụi con cũng cảm thấy rất là vui, tại vì tiết học của mình rất là ít khi có mô hình để mà học. Thì ngày hôm đó tụi con cũng cảm thấy hứng thú trong cái bài học đó hơn. Cảm giác của con thì khi mà làm mô hình mà kiểu dạng như thế này thì con cảm thấy rất là thích. Nó giúp cho chúng em cảm thấy tiếp thu bài học dễ dàng hơn. Vì các mô hình này thực sự rất là chi tiết. Khi chúng em sờ trên tay, chúng em có thể hình dung ra những cái mô hình này một cách cặn kẽ. Và công việc học tập của chúng em đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi. Thì ban đầu là tôi chỉ nghĩ là cứ kết thúc mỗi một cái học kỳ thì sẽ có những cái sản phẩm để hỗ trợ cho học sinh khiếm thị và tiếp tục lại một học kỳ mới với những sinh viên mới. Nhưng mà một ngày đẹp trời, rất là bất ngờ khi mà những sinh viên cũ như Tuấn, Hoa và Hải đã tới gặp tôi và nói rằng là chỉ cần cô tìm được những cái nguồn tài trợ và hỗ trợ cho cái chi phí nguyên vật liệu thì tụi em sẽ dành hết thời gian và công sức để mà hỗ trợ giúp cô xây dựng hàng ngàn cái mô hình cho 25 đơn vị của dành cho người khiếm thị trên toàn quốc. Thì cái điều đó đối với tôi là nó rất có ý nghĩa, bởi vì không phải chỉ là việc truyền đạt cái kiến thức chuyên môn, việc truyền đạt những cái kỹ năng chuyên môn để sau này các em có được một cái công việc ổn định, mà quan trọng hơn hết trong cái quá trình hình thành nhân cách của em là phải làm sao để giúp cho các em nhìn nhận được cái trách nhiệm của mình đối với xã hội cũng như là cái nhiệt tâm cống hiến cho cộng đồng. Thì tôi nghĩ rằng là tôi cũng đã làm được một chút gì đó để mà hình thành nên được cái nhân cách trọn vẹn như thế cho các em. Đó là một điều hạnh phúc của một người giáo viên. Khi mà trở thành giáo viên thì tôi thật sự là rất cảm ơn cô vì đã mang cho tôi một cái phương pháp học tập rất là mới. Ngoài cái những cái trải nghiệm mà tôi có trong thực tế thì cái việc đó còn giúp tôi đồng cảm với những cái học sinh gặp khó khăn hoặc là có những cái khuyết điểm trong học tập mà nhiều khi trong quá trình giảng dạy mình cũng hơi cáu gắt, và mình nhớ tới những cái bài học mà mình được cô tiếp xúc như vậy thì mình biết kiềm chế cái cảm xúc của mình lại và thấu hiểu cho học sinh hơn. Những sinh viên đàn em của Hải và Tuấn cũng tiếp tục làm mô hình cho cộng đồng học sinh khiếm thị. Tất cả các sáng tạo đó đều đến từ phương pháp học tập phục vụ cộng đồng. Vào kỳ đầu năm tư thì nhóm em luôn là nhóm được cô Nhi đánh giá là có ý tưởng tốt về phần tương tác cũng như là cái phần chuẩn bị rất tốt. Nhưng cuối cùng thì do cái cách làm việc nhóm cũng như là phân công công việc của em chưa ổn, thành ra là cái sản phẩm nó chưa được hoàn thiện và nó chưa có phục vụ tốt cho nhu cầu của các em học sinh ở trường Nguyễn Đình Chiểu. Thì đây là một bài học đắt giá cho em về cách làm việc nhóm. Một dự án chưa hoàn thành tốt là tiền đề ra đời một dự án mới triển vọng hơn. Năm 2017, Vương và các bạn của mình đã chọn chính nhóm giảng viên và sinh viên làm mô hình toán học của Hải và Tuấn là cộng đồng
để thực hiện một dự án liên quan đến mô hình toán học mang tên thực hiện máy in 3D để sản xuất mô hình. Máy in 3D này thì nó sẽ hỗ trợ là toàn bộ hoặc một phần cái công việc của anh chị. Thì khi mà các anh chị vừa làm việc mà vừa canh máy thì nó sẽ nâng cao năng suất cũng như là kích thích sự sáng tạo ở mỗi anh chị. Đã 4 năm kể từ khi mô hình đầu tiên ra đời. Năm 2016, nhóm giảng viên và sinh viên được Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cấp kinh phí thực hiện đề tài xây dựng mô hình toán học hỗ trợ giáo viên và học sinh khiếm thị dạy và học toán. Mục tiêu tháng 9 năm 2017 hoàn thành các mô hình toán học từ cấp 2 đến cấp 3. Việc mà có mô hình ấy là điều cực kỳ quan trọng, cực kỳ cần thiết với các em. Tuy nhiên thì giáo viên ở trường không có khả năng để làm nổi những mô hình cho các em học sinh. Thì may mắn là có Đại học Khoa học Tự nhiên, các em sinh viên đã mang đến. Và đấy là một cái bước mà để cho các em học sinh khiếm thị không còn sợ học toán, không còn bị rốt môn toán nữa. Và chắc chắn là ở đây không chỉ học sinh khiếm thị trường Nguyễn Đình Chiểu đâu mà còn nhiều trường khác. Nếu như khi mà đã có đầy đủ những cái mô hình cho các em học rồi thì số lượng các em học sinh học lên bậc trung học thì cao hơn nhiều, đúng với nguyện vọng của các em. Như một số người bạn của mình, sinh viên Tuấn này đã trở thành giáo viên dạy toán theo đúng sở nguyện. Và Hoàng Hải là một trong các cán bộ trẻ của trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh. Họ cùng những người thầy, người bạn duy trì đều đặn việc làm ra các mô hình toán học để hoàn thành mục tiêu đã có. Thời gian, tâm huyết, công sức của sinh viên và giảng viên đã góp phần giúp cho khoảng cách giữa chân trời trí thức với các em học sinh khiếm thị ngày một gần nhau hơn. Đó còn là minh chứng cho tình thương và nỗ lực rút ngắn khoảng cách giữa những cộng đồng khác biệt. Mỗi người có cách chọn một niềm vui trong ngày. Riêng tôi, niềm vui tôi chọn là được cùng với nhóm mô hình và sinh viên làm ra những cái mô hình để hỗ trợ cho việc học toán của học sinh khiếm thị.